trân trọng giới thiệu bộ phim tài liệu truyền hình Theo dấu chân Hồng Hạc. Một câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng. Một cảm giác đầy an yên cho bạn nhân ngày đầu năm mới. Bạn sẽ đến thăm hai ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật Ấn Độ và Nepal. Lắng nghe những câu chuyện đầy nhân duyên của cuộc sống. Của một người con Việt Nam yêu nước. Của một nhà bảo vệ môi sinh. Một nhà hoạt động vì hòa bình. Đón xem 14:30 trên kênh YouTube Khi Hồng Hạc Bay Về mùng 1 Tết Nguyên Đán, tức ngày 25 tháng 1 năm 2020.